Rồi, bây giờ tôi quay để kiểm tra một cái đèn siêu sáng nha. Đèn này đèn gia nhiệt nha. Đèn này đèn gia nhiệt siêu nóng. Nóng hơn cả. Có, đây là bóng đèn ở ngoài có phủ một cái lớp gia tăng nhiệt độ. Đây là bóng đèn 350mm. 1000W. Đây là bóng đèn tôi đang đo. À, rồi 850mm, 3000W. Bây giờ tôi sẽ bật thử một cái đèn hồng ngoại lên và đo nhiệt độ nha. Đấy, đây tôi bật một cái đèn là 550. Bây giờ tôi sẽ bắn nhiệt độ tôi đo nha. Bạn thấy nhiệt độ càng ngày càng lên không? Lên tức thời, lên nhanh. Đấy, 100 năm mấy rồi. Tao nghe tâm nha. Ok, 150 mấy rồi. Rồi sẽ tắt cái bóng này. Càng ngày càng nóng nha. Mình hơi rung. Nóng quá tay luôn. Tôi có cắt hai cái lát cam, cam tươi. Đó, tôi sẽ bỏ tôi cân cái này nha. Đây, hai lát cam này bao nhiêu? 1, 2, 3, 30 gram. Đó, ok, 30 gram nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ vô tôi chạy thử cái đèn này, xem bao lâu nó khô. Giờ tôi bật đèn nha. Đấy, thấy ánh sáng nó sáng hơn cái đèn thấy không? Bấm đo được nha. Nó sáng quá. Không thấy được nhiệt độ. Đứng bên này đo. Đó, nó sáng mà nó bốc khói lên luôn. Đo ngay tim. Khói bốc rồi chưa? Có 200 mấy rồi. Nó đang lên rồi. Nè. Bây giờ tôi đưa cái miếng quýt đi vô nha. Này, đưa nó vào. Nóng quá, bỏ nó qua đây đi. Coi bao lâu thì nó khô. Rồi nhiệt độ nha. Nè, thấy cái ánh sáng màu đỏ không? Súng nhiệt của tôi nè, đó tôi dò cái điểm nè, nó đi nè. Nó sáng quá mình không thấy được. Mé ánh sáng luôn à. 150 mấy trong đấy. Tôi đo trong cái vùng này nó bao nhiêu. Ba trăm mấy, 400. Thấy cái ánh sáng của nó sáng không? Thấy nhiệt độ phía bên trong kia không? Cái vòng sáng này nó qua được cả mét. Tôi đo cái vòng đó có bao nhiêu nha. Vòng ánh sáng này là 50 độ nè. Đây là gỗ nha. Càng gần thì nhiệt độ càng cao nha. Nhìn thấy cái vùng phủ nó xa. Kiểm tra lại nha. Thôi bỏ được 4 phút rồi. Thấy rồi cái nhiệt độ rồi. Bao nhiêu? Không thấy luôn. Thấy nhiệt độ không? Hai trăm mấy đúng không? Đấy, khoảng 500 độ. Càng tới giờ nó càng nóng nha. Cho cái miếng kem này bao nhiêu? 133 độ trong miếng kem. Ây, nó sáng quá. Thấy cái miếng kem nó sao à? Cái miếng kem này. Miếng kem nó khét rồi.
Game thét rồi. Bây giờ mình cân lại nha. Cái miếng kè mà nãy ra nè, đây đây nó nóng quá, nóng quá. Bỏ này này cô rồi đấy. Bao nhiêu coi, bao nhiêu nhà, mất bao nhiêu nước trong vòng 4 phút? Hồi nãy là 300 gram, mất đi một nửa rồi, mất đi 150 gram. Ok.